Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có một cái chỉ số rất là quan trọng khi mà tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ mà hầu hết anh chị nào cũng phải biết, đó chính là NAV. Và NAV chia cho CCQ. Và CCQ ở đây là số lượng chứng chỉ quỹ. Thì đây là quỹ chứng khoán TCF của Techcom Capital. Tôi có thể mở thêm cho anh chị xem quỹ Vina Capital, họ cũng nói đến cái giá trị NAV này. Và quỹ Dragon Capital cũng là một trong những quỹ hàng đầu tại Việt Nam, thì họ cũng nói đến cái chỉ số NAV này. Ở đây rất là rõ ràng, vì là các quỹ họ đều nói đến cái thông tin này, thì chúng ta cần phải hiểu rõ được cái NAV này để mà thực hiện tính toán, hiểu rõ nó trước khi mà chúng ta đầu tư chứng chỉ quỹ. Vậy thì cái NAV được tính như thế nào, cách thức thực hiện như thế nào, thì tôi có làm một cái bảng tính file Excel để giúp các anh chị và các bạn có thể dễ hình dung được NAV là gì và tính toán cụ thể như thế nào để anh chị dễ hình dung trước khi thực hiện đầu tư chứng chỉ quỹ. Xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi cái slide sau. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi, sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Chúng ta sẽ cùng xem cái slide này để xác định cách tính NAV như thế nào. NAV là gì ạ? NAV là giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư. Đó. Và NAV sẽ được tính như thế nào? Công thức tính như sau ạ. NAV bằng tổng tài sản quỹ trừ đi tổng nợ phải trả của quỹ. Đó. Và ý nghĩa của NAV này là gì? NAV dùng để tính giá của chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư thực hiện mua và bán chứng chỉ quỹ. Nó rất đơn giản như vậy thôi ạ. Sau đây thì tôi sẽ làm một cái file Excel để cho các anh chị thực hiện dễ dàng hình dung được cách tính giá trị NAV như thế nào. Xin mời anh chị và các bạn theo dõi cái file Excel bảng tính minh họa của tôi các anh chị nhé. Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Tôi đã tạo ra một cái bảng tính rất là chi tiết về NAV và giá của chứng chỉ quỹ. Thế thì tôi đã giả định số tiền góp vốn ban đầu là 5 tỷ đồng. Và cái số tiền này sẽ được dùng để làm gì ạ? Để mua các cổ phiếu A, B, C, D. Và còn một phần tiền mặt. Thì anh chị có thể thấy đấy, tổng giá vốn ban đầu tôi mua sẽ là 5 tỷ đồng. Sau một thời gian thì giá thị trường của các cổ phiếu A, B, C sẽ tăng như thế này. Từ 20.000 lên 25.000, từ 80.000 lên 100.000, từ 100.000 lên 130.000. Và cái cổ phiếu D này thì tôi bán có một cái lợi nhuận là 50 triệu đồng. Thế thì tổng cái tài sản quỹ của tôi tại cái thời điểm ngày T-1 là 6,4 tỷ đồng. Đó là tổng giá trị tài sản. Vậy thì cái tổng nợ của quỹ tại ngày T-1 sẽ là bao nhiêu? Đây là một số các khoản chi phí về quỹ. Một là chi phí quản lý quỹ, chi phí kiểm toán, chi phí ngân hàng giám sát, phụ cấp ban đại diện quỹ, đại lý chuyển nhượng và các cái chi phí khác. Và tôi tổng hợp các cái chi phí quỹ này là 104.360.000 đồng. Thì cái cách tính NAV sẽ bằng tổng giá trị tài sản quỹ trừ đi các khoản nợ quỹ, thì tôi ra được tổng NAV sẽ bằng 6.295.640.000 đồng. Rất là dễ đúng không ạ?
Đây là giá trị NAV mà các anh chị quan tâm khi mà các quỹ họ công bố. Thế thì cái NAV này được dùng để tính giá chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Tôi giả sử là mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng, đây là theo luật của Việt Nam, và số lượng chứng chỉ quỹ lúc này sẽ là 500.000 chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Vậy thì cái giá của chứng chỉ quỹ lúc này sẽ là bao nhiêu? Đây ạ, giá của chứng chỉ quỹ lúc này sẽ là bằng NAV chia cho số lượng chứng chỉ quỹ, tức là bằng 12.591,28 đồng. Và các anh chị có thể thấy NAV của các quỹ ở đây và họ tính ra được giá của chứng chỉ quỹ. Đó, chính là đây ạ. NAV chia cho chứng chỉ quỹ bằng 20, ví dụ như quỹ Dragon Capital là 22.419,31 đồng. Và anh chị xem cái giá trị NAV thì anh chị có thể xem ở đây. Đây, tôi ví dụ anh chị có thể tải về anh chị xem. Anh chị và các bạn có thể thấy đây là một cái báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ Dragon Capital. Giá của chứng chỉ quỹ đấy là 22.419,31 đồng. Và cái giá trị tài sản ròng ở đây 157 tỷ 144 triệu 489.681 đồng. Và cái số lượng chứng chỉ quỹ ở đây sẽ là 7 triệu 009.336 chứng chỉ quỹ. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái giá trị tại ngày giao dịch này này, giá trị NAV này chia cho số lượng đơn vị chứng chỉ quỹ là chúng ta sẽ ra được cái giá trị tài sản ròng. Đó, rất là dễ thôi anh chị ạ. Ở đây anh chị có thể xem được cái quỹ TCEF của Techcom Capital, đây là quỹ cổ phiếu thì tổng giá trị tài sản là 88 tỷ và số lượng nhà đầu tư tham gia là 2.517 nhà đầu tư. Đó. Và cái thông số này để tính cái giá trị chứng giá chứng chỉ quỹ là 16.376,78 đồng đúng không ạ? Nó rất là dễ như vậy thôi. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các anh chị cái cách xác định NAV và minh họa cho các anh chị ở một số cái quỹ đầu tư ở Việt Nam về cách tính NAV rồi giá chứng chỉ quỹ. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất là nhiều. Nếu anh chị và các bạn thấy cái video này hay và muốn chia sẻ với mọi người thì hãy chia sẻ giúp tôi và có thể like để mà lan tỏa nhiều hơn nữa trên kênh YouTube. Xin cảm ơn anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các cái video sau về đầu tư chứng chỉ quỹ các anh chị và các bạn nha.